Việt Nam 19-03 rút ngắn bất ngờ khi mình là cái tên được đề cử vào vị trí phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông, nhưng ông Nguyễn Lân Trung vẫn cho biết sẵn sàng nhận nhiệm vụ nếu được tín nhiệm. Cách đây không lâu, ông Nguyễn Lân Trung bị dư luận chỉ trích khi có mặt trên xe chở đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam diễu hành khi trở về từ giải vô địch U23 châu Á. Khi đó, ông Trung dù không theo DT U23 Việt Nam ở Trung Quốc nhưng lại xuất hiện trên xe bus diễu hành ở vị trí nổi bật trên đầu xe, chiếm luôn cả vị trí của SLV Park Hang-seo và các tuyển thủ U23 Việt Nam. Nhìn hình ảnh đó, nhiều người cho rằng ông đang nhận vơ công trạng của đội tuyển, dù không có đóng góp gì trong suốt hành trình của đội. Dù vậy, ông Trung vẫn được các liên đoàn, tổ chức thành viên đề cử vào vai trò phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF ở đại hội nhiệm kỳ khóa 8 của VFF vào tháng 4 tới đây. Cùng với ông Nguyễn Lân Trung, vị trí này còn nhận được đề cử với các ứng viên Nguyễn Xuân Vũ, người đang giữ chức vụ này, ông Nguyễn Văn Phú, tổng biên tập báo bóng đá, ông Cao Văn Tróng, nguyên tổng giám đốc công ty VPF và một đại diện của HD Bank. Ông Nguyễn Lân Trung cho biết mình khá bất ngờ khi nhận được đề cử sau nhiều năm rời khỏi vị trí này. Tôi cũng khá bất ngờ khi biết tin mình được các liên đoàn, tổ chức thành viên đề cử vào vị trí phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông. Tuy vậy, nếu được tín nhiệm từ số đông để nhận nhiệm vụ này, tôi cũng sẵn sàng với vai trò của mình, bởi đây là một vinh dự với bất cứ ai, ông Trung chia sẻ. Nói về những khó khăn nếu mình được tín nhiệm ở vị trí này, ông Trung cho rằng bản thân đã từng đảm nhận vai trò này, nên đây cũng là một lợi thế cho ông. Chắc chắn, kinh nghiệm của mình sẽ giúp ông làm tốt vai trò này. Nguồn